Rồi, tổng chào tất cả các bác. Thì hôm nay toàn bộ cái cây ở vườn em thì đã ok rồi. Thì quay qua cho anh em xem, một số cây cũng đã bắt đầu là bung chồi. Thì đây là những cái chồi của đầu cành anh em nhé. Thì nó bung, còn những cái cây mà nó xả tàn ấy thì gần như là chưa bung được. Thì nó chỉ bung chồi ở những cái đầu cành thôi. Những cây xả tàn này, cây này thì em phải làm lại tán này. Đấy, vì là cái tán họ để cây này về họ mấy năm rồi không ra hoa được, thì bấm lại để làm lại bông tay đây. Đấy, thì những cái bông này thì cây này cũng xả tàn này anh em. Thì thời tiết ấm áp tranh thủ này em cũng xả tàn hết rồi. Thì đây là một số cây, còn cái lộc ở đầu cành thì nó bung này. Đấy, anh em này. Những cây này thanh lý thì bắt đầu anh em xem là ở thời tiết ấm áp nó bung hết vỏ chấu này. Thì em đợi xem cái mặt hoa cái thì em bỏ đi thôi. Đây. Đấy. Đấy, cây này thì nó bung những cái lọc đầu cành anh em ạ, chứ không phải là bung chồi mà xả đâu nhé. Đây, như cây này thì cái video trước thì em đã quay lên cho anh em xem là xả cây xả tàn đây. Đây, những cái búp đầu cành nó bung này. Thì những cái búp mà những cái chồi, những cái đầu bấm này chưa. Đấy. Thì hôm nay thì em chia sẻ làm clip để chia sẻ cho anh em là tưới kích rễ lần 2 cộng với lại Diadomin để phòng bệnh lấm ở đất trồng. Thì đây em sẽ làm video thực tế cho anh em xem. Thì tất cả các cây của em thì mới tưới kích rễ lần thứ nhất nhé, mới được một lần, và này là thứ hai. Thì anh em theo dõi video thì đã biết, thì đây là trên tay là cái gói Diadomin thôn, nó tác dụng là khử lấm trong cái chất trồng của mình. Và những cái cây nào mà anh em mà có đào thì anh em tưới cái này cũng rất là tốt này, chống xì mủ tốt, rất tốt này. Thì kết hợp với lại Atlix thì em đã chuẩn bị sẵn, thì em lấy quen luôn quay cho các bác xem thực tế video luôn này. Pha chung thì anh em cái gì Diadomin này thì anh em đầu năm tưới một lần, và đến tầm khoảng tháng 5 anh em tưới một lần nữa, thì một năm anh em tưới hai lần. Đấy. Còn Atomic thì kết hợp, nếu anh em mà có L3M thì anh em kết hợp với lại Diadomin anh em tưới, còn không thì Atomic thì dùng một thứ thôi. Đấy, thì pha luôn. Thì cái tỷ lệ pha thì Diadomin này thì anh em một cái bình nước, cái xô này 18 lít. Đấy, anh em chia làm 4. Một gói này chia làm 4. Em đã chia ra rồi này anh em này. Đấy. Trong là 4, có nghĩa là 1/4. Anh em lấy 1/4 và nửa gói Atlix. Hoặc là anh em lấy 10g L3M, anh em dùng một thứ này thôi. Một là L3M hoặc là Atlix. Đấy, thì em lấy nửa gói này Atlix và luôn cho các bác xem luôn. Kết hợp cái này thì anh em tưới ít thôi. Thường ý thì là một cái gói Atlix này có thể là pha là tầm 20 lít, 18 đến 20 lít pha loãng tưới. Nhiều anh em, rất nhiều anh em là tưới đậm đặc mà rất nhiều lần nhá. 10 ngày, 15 ngày thì không phải đâu. Đây. Cộng với 1/4 gói của Diadomin. Đấy. Anh em mà hòa vào tưới nhá. Vẫn còn là cấn này. Đấy, trong vòng 18 lít. Thì anh em có 1-2 cây thì anh em phải chia tỉ lệ đi. Chia tỉ lệ ra anh em tưới. Ít thôi. Thì tương đương với lại 1/4 gói Diadomin với nửa gói Atomic, tương đương với lại 18 lít nước. Đây, cái này nó vẫn còn cấn thế này. Thì anh em chia ra, anh em có một vài cây thì anh em phải pha tỷ lệ anh ít đi. Chẳng hạn 10 lít thì anh em lấy 1/8 và 1/4. 1/8 gói Diadomin và 1/4 gói Atomic 10 lít. Hoặc là L3M, nếu mà dùng một anh em có L3M thì anh em lấy có 10 lít thì anh em lấy 5g thôi. Đấy, chưa tan này nhỉ. Đấy, anh em khuấy kỹ nhá. Thì nhiều cây thì anh em pha 18 lít thì anh em lấy 1/4 gói Diadomin và nửa gói Atomic, 2 gói tươi Atomic anh em tưới. Thì nhà nhiều cây thì anh em mua một gói thì anh em có thể là pha, và anh em còn thừa thì anh em để đến cuối năm. À, xin lỗi, đến giữa năm.
giữa năm anh em tưới cho một lần nữa khoảng tháng 5. Đây. Anh em phải ngồi kỹ nhá, thì cái Zinomin này nó cũng lâu tan. Thì cái này nó phòng bệnh nấm ở trong cái bò đất của anh em. Đấy. Anh em không chỉ tưới một lần thôi, kết hợp với Atomic này hoặc là N3M. Đầu năm và giữa năm anh em tưới cho một lần nữa Zinomin và kết hợp với N3M hoặc Atomic được. Nó phòng bệnh trong cái chất trồng của mình, phòng bệnh nấm. Tưới. Thì anh em cũng không nên lạm dụng cái dễ nhiều nhé. Anh em chỉ tưới cho anh em lần này nữa thôi. Lần trước này em cũng làm video chia sẻ cho anh em đấy, đấy là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Anh em tưới này, em là tưới lần thứ hai. Đấy. Anh em tưới hết những cái này, đổ đất cho anh em. Cây chậu to thì anh em tưới một cà rưỡi, một cây chậu bé làm sao anh em căn tưới làm sao nó hợp lý là được. Đấy. Sơ dừa này, cái này sơ dừa nó bị nó không ngấm nước chứ. Đấy, chảy hết nước ở đây, nó bị dừa trôi này. Cây này nó bị sơ dừa, nó có sơ dừa nên nó không xuống được. Đấy, tưới cái này nửa ca thì cho nửa ca nữa, tiếp theo nửa ca, làm sao anh em tưới cho nó hợp lý là được đủ. Cái này sao này không ngấm được này, nó có bầu có sơ dừa trên này anh em khó ngấm. Đấy. Cây tiếp theo nhé, thì trong cái giai đoạn là từ giờ đến tháng 3 thì anh em tưới một lần này là thôi Atomic này với lại hoặc là L3M tưới dễ đấy với cái thằng này, có nghĩa là trong cái giai đoạn từ 1 tháng 1 đến tháng 3 anh em tưới cho em hai lần tưới dễ thôi là ổn. Thì chờ cái cây đọt nó bung đọt ra thì cây đọt thứ nhất nó dừng mà lá nó già thì chuẩn bị đi cây đọt thứ hai, thì bắt đầu anh em mới tiến hành bón phân. Và trong cái vườn này của em là combo là đủ phun đủ cái đợt phòng bệnh đấy nhá, phun đủ thuốc phòng bệnh. Combo gồm có bọ trĩ này, sơ độc thân và nhện. Đấy, thì anh em mà tìm mua cái sơ độc thân gồm có thằng Coffee Don hoặc là Guardian, Guardian cái gói để tí cho các bác xem. Cái gói đặc trị bọ trĩ cái Guardian ấy, thì cái này là gói này có một cái gói này không 50.000 này. Đây là phòng bọ trĩ này em mua. Đấy, cái này không phải. Nên anh em nên thay đổi thuốc bọ trĩ nhá. Thuốc bọ trĩ là nó hay bị kháng bệnh. Thì anh em nên thay đổi. Ví dụ như anh em có một cái gói Guardian này, anh em phun hết một đợt thì anh em lại đổi thuốc khác, thì thằng bọ trĩ nó hay bị kháng thuốc, hay kháng thuốc. Nếu anh em trên cái lá của anh em nó vẫn còn bị bọ trĩ thì anh em nên đổi thuốc. Đấy, thì phun combo đầy đủ. Khi mà lá non ra nữa mà cảm thấy mà cái lá non này anh em rồi cái bung ra như này mà cảm thấy nó bị bọ trĩ thì anh em phun một lần bọ trĩ nữa cho dứt điểm. Đấy, thì phải tưới nốt cái này cho anh em xem để mồm. Đấy. Ok chưa? Đấy, thì cái tác dụng của cái thằng Zidomin là nó trị cái nấm ở trong cái bầu đất này, làm cho cây cho ra nó phát triển khỏe mạnh, bầu đất nó không bị nấm thì rễ nó khỏe thì cây nó phát triển tốt. Thì hôm nay em làm clip để chia sẻ cho anh em là tưới Zinomin kết hợp với kinh rễ. Anh em nào có N3M anh em dùng, mà có Atomic anh em dùng thì dùng một thứ thôi. Đấy, thì hôm nay là chia sẻ cho anh em tham khảo cái cách mà anh em tưới dưỡng rễ kết hợp với lại lấm ở chợ dưới bầu đất. Thì clip hôm nay anh em nào cảm thấy hay, anh em có thể tham khảo áp dụng làm theo. Anh em nào đi qua thì thấy ok thì xem cho vui. Thì em kết thúc video tại đây. Thì chúc anh em có một ngày mới thật là nhiều an lành và sức khỏe. Xin chào anh em.